Trâm Anh một lần nữa nhận được quà từ người hâm mộ giấu mặt khiến danh sinh nghi. Từng nghĩ chỉ đi casting phim để thử sức, nhưng khi được đạo diễn lựa chọn, càng quay phim, Trâm Anh, Khả Ngân càng thấy đam mê nghề diễn. Dự án này chưa xong thì đạo diễn đã gọi đi casting dự án mới. May mắn liên tiếp đến với Trâm Anh khi cô một lần nữa được chọn vai chính. Trâm Anh vui mừng báo ngay cho Danh, Thanh Sơn. Danh cũng reo lên sung sướng và bất ngờ khi vợ có vai diễn mới. Trâm Anh cũng không hiểu sao mình lại may mắn đến vậy, cô tự nhủ có lẽ do tổ nghề độ. Đang nói chuyện với Danh, Trâm Anh được trợ lý sản xuất đưa cho một túi quà của người hâm mộ gửi. Lần này, món quà Trâm Anh nhận được là một món đồ đắt tiền và vẫn không có tên người gửi. Trâm Anh cũng thấy lạ, không đoán ra được ai đã tặng quà cho mình liên tục như vậy. Trâm Anh chụp cho Danh xem món quà vừa nhận được. Danh cũng ngạc nhiên khi vợ có fan xịn đến vậy. Sau bó hoa lại đến đồ hiệu, Danh bắt đầu nghi ngờ về người tặng quà cho vợ mình. Hà cho rằng Phương giờ đây là cái rốn của vũ trụ nên phải học cách để được mọi người yêu chiều. Phương, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh giờ là mối quan tâm của cả nhà. Khó khăn lắm mới có thể mang thai lại, đứa con lần này vô cùng quý giá với vợ chồng Phương, Công, Quang Sự. Để chăm sóc vợ con được chu đáo, Công còn đăng ký đi học lớp tiền sản. Trong khi đó, Phương ở nhà cũng được hai cô em dâu chăm sóc, trò chuyện mỗi ngày. Trâm Anh, Khả Ngân cho rằng từ bây giờ, Phương có quyền được đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc của mọi người nên Phương cần giành lấy quyền lợi của mình. Hà, Lan Phương cũng đồng tình với Trâm Anh và nói, bây giờ chị đang là cái rốn của vũ trụ, tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào chị. Rất yêu thương và chiều chuộng chị phải tận dụng điều đó. Phương vốn không thạo mấy việc này nên không biết làm cách nào để người khác tự dưng phải chiều mình. Hà khuyên chị dâu từ giờ phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo hơn và sẵn sàng chỉ giáo cho Phương vài chiêu. Em chính là giáo sư trong bộ môn làm sao để được yêu chiều học, Hà tự tin. Hà còn nhận xét Trâm Anh cũng phải cỡ đại tiến sĩ trong bộ môn này. Thấy hai em quan tâm đến mình, Phương cũng hùa theo trò của hai em, tự nhận mình là học sinh để nghe giáo sư và tiến sĩ lên lớp.